Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một vài cái hợp âm mở rộng của hợp âm đô trưởng ha. Chúng ta sẽ có cái series các bài của những cái hợp âm mở rộng của cái âm giai trưởng hoặc thứ khác nhau. Đầu tiên này cái đô trưởng là cái các bạn quen thuộc quá rồi. Chúng ta học thêm một vài cái hợp âm mở rộng của nó nữa nha. Đô trưởng rất đơn giản. Đây là cách bấm đơn giản nhất. Vậy nó có thể mở rộng ra thêm một vài cái dạng hợp âm nào khác để nghe cho nó khác một tí. Đầu tiên mình muốn nói về cái hợp âm là đô trưởng xong rồi, mình sẽ đánh đô trưởng 7 như thế nào, gọi là C major 7. Thì rất đơn giản, các bạn bấm hợp âm đô trưởng như thế này. Các bạn bỏ cái ngón trỏ của bạn nghe nốt đô đi nha, thành nốt C thì nó trở thành là đô trưởng 7. Đô trưởng đây, đô trưởng 7. Thì cái đô trưởng 7 sử dụng trong nhạc bóp cũng rất là nhiều. Các bạn sẽ nghe nó bài bài hơn. Ví dụ các bạn điểm một câu đơn giản như thế, đô trưởng xong đô trưởng 7, các bạn sẽ nghe nó bài nha. Đúng không? Hoặc có một cách bấm hơi khác một tí, đó chính là các bạn bấm hai cái nốt đô và mi ở đây, nhưng mà các bạn thêm cái ngón út ngay cái nốt son cao ở đây đó, thì nghe nó hơi khác một tí thôi so với các bạn bấm như nó cũng như nhau vậy thôi, bởi vì cũng là nốt nó son ở trong một bấm. Một số bạn nếu chưa rành về thế nào là trưởng 7 thứ 7, các bạn hãy xem là clip mình có để tại đây. Thế nào là trưởng 7, thế nào là 7, thế nào là thứ 7 ha. Rất nhiều thứ, nhiều bạn vẫn chưa phân biệt được cái đó. Nó của hợp âm 7 là 7 chứ làm gì có trưởng 7 thứ 7. Các bạn sẽ xem lại sẽ thấy nó hoàn toàn khác nhau nhé. Hợp âm tiếp theo, hợp âm mở rộng đó là C sus 4 ha. C sus 4 tức là đô cộng 4 á. Thì 4 ở đây chúng ta đô re mi fa, chúng ta cộng thêm nốt fa đây. Các bạn chưa biết cũng thể xem thế nào là hợp âm sus ha, mình cũng hướng dẫn rồi. Thì mình rất thích cái hợp âm này, bởi vì nó có lai lai giữa hợp âm pha trưởng và hợp âm đô trưởng ha. Đây thì bây giờ thay vì các bạn bấm cái hợp âm đô trưởng như thế này, các bạn bấm bỏ cái nốt mi ở đây và các bạn bấm nốt đô và nốt pha ở đây, và tương tự hai dây dưới này cũng là đô pha luôn ha. Đó là hợp âm đô sus 4 các bạn. Nghe nữa nữa cũng rất hay đúng không ạ? Hợp âm tiếp theo đó là đô át 2. Tức là có thêm nốt re vô nữa. Các bạn bấm tức là hồi nãy là cái gì các bạn? Cái hồi nãy đó là major 7 đúng không? Chúng ta thêm nốt re ngay chỗ này. Đó là A2 Rồi. Đơn giản đúng không? Khi các bạn rải trộn và trộn lại nghe cũng rất thú vị. Rồi, cái hợp âm muốn giới thiệu bạn đó là đô 6. Hợp âm cuối cùng giới thiệu bạn đó là hợp âm đô 6. Đô 6 tức là hợp âm đô, nó có thêm nốt la nữa thôi các bạn. Các bạn bấm y chang la thứ này nè, y chang la thứ, các bạn chỉ nốt bass là nó đô rồi, đô. Đó là hợp âm đô 6. Các bạn bấm giống la thứ đúng không? Các bạn thì cái nó ngón út các bạn bấm dùng ngành nó đô. Cái này giống như là các bạn đang bấm đô trưởng, nhưng mà các bạn thêm cái nốt la ở đây nè. Nên để nói các bạn dễ hình dung hơn là các bạn bấm la thứ đi, các bạn đưa ngón út lên. Hy vọng là vài cái hợp âm này cũng sẽ tô màu thêm cho các bạn khi điểm. Các bạn hãy thử, tức là đánh đô trưởng bình thường, bạn buông cái ngón ra để đánh đô major 7. Ví dụ như vậy chúng ta
đổi tới lượt bạn nghe là cái màu sắc của cái điểm của mình nó sẽ khác ngay ha. Thì hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop nếu các bạn có nhu cầu mua những cái cây đàn như thế này ha. Giá rất là cạnh tranh, đang khuyến mại chỉ có 1,9 triệu thôi mà thôi. Hãy nhớ like, share, comment và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.